Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ukraine công bố bước tiến mới ở Kiev. Trong bài phát biểu qua video vào ngày 25 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo rằng quân đội Ukraine đã tiến thêm từ 1 đến 3 km vào vùng Kiev và kiểm soát thêm hai khu định cư mới. Tuy nhiên, ông không nêu rõ tên các khu vực này. Từ ngày 6 tháng 8, Ukraine đã mở chiến dịch tấn công vào tỉnh Kiev và đến ngày 20 tháng 8, lực lượng Ukraine tuyên bố đã chiếm được 1.263 km vuông lãnh thổ, bao gồm 93 khu định cư, trong đó có thị trấn Sudzha và đã tiến sâu khoảng 35 km. Tổng thống Zelensky cho biết, chiến dịch này đã góp phần ngăn chặn Nga tấn công và kiểm soát tỉnh biên giới Sumy cùng phụ thủ của tỉnh này. Ông mô tả, chiến dịch đột kích của Kiev là rất phức tạp, nhưng đang diễn ra theo kế hoạch. Zelensky không tiết lộ toàn bộ mục tiêu và kết quả của chiến dịch, nhưng cho biết một mục tiêu quan trọng là gia tăng quỹ trao đổi tù binh. Theo Kyiv Independent, Kyiv hiện đang giam giữ từ vài trăm đến 2.000 tù binh Nga trong chiến dịch tại Kiev, và vào cuối tuần qua, hai bên đã thực hiện trao đổi tổng cộng 300 tù binh. Ukraine kêu gọi Belarus rút quân khỏi biên giới chung. Ngày 25 tháng 8, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết tình báo nước này phát hiện Belarus đang tập trung một lượng lớn binh sĩ ở khu vực Gomel gần biên giới phía bắc Ukraine dưới danh nghĩa các cuộc diễn tập quân sự. Kyiv cũng ghi nhận sự hiện diện của xe tăng, pháo, hệ thống phòng không và nhiều thiết bị quân sự khác của Belarus trong khu vực. Ukraine cảnh báo Belarus không nên mắc phải sai lầm nghiêm trọng dưới áp lực từ Moscow và kêu gọi lực lượng vũ trang Belarus ngừng các hành động không thân thiện và rút quân ra xa khỏi biên giới Ukraine để tránh xa tầm bắn của các hệ thống vũ khí Belarus. Kyiv cũng cho biết đã phát hiện sự hiện diện của các thành viên nhóm Wagner, một tập đoàn quân sự tư nhân Nga tại Belarus. Belarus đã tiếp nhận một số tay súng Wagner sau cuộc nổi loạn bất thành ở Nga vào năm ngoái. Ukraine cảnh báo rằng các cuộc diễn tập quân sự gần biên giới gây ra mối đe dọa an ninh toàn cầu, đặc biệt vì khu vực này gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, nơi từng xảy ra thảm họa hạt nhân nghiêm trọng. Bộ Ngoại giao Ukraine nhấn mạnh rằng Ukraine chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thực hiện bất kỳ hành động thù địch nào đối với người dân Belarus. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 18 tháng 8 tuyên bố nước này dàn quân rải mìn ở biên giới chung quanh Ukraine sau khi cáo buộc Ukraine đã triển khai 120.000 quân ở khu vực. Ông cũng nói rằng máy bay không người lái UAV của Ukraine cũng liên tục xâm phạm vùng trời phía đông nam Belarus. Min ngày 19 tháng 8 cho biết đã điều động máy bay, lực lượng phòng không và thiết giáp đến khu vực biên giới với Ukraine. Belarus từng cho phép quân đội Nga sử dụng lãnh thổ để phát động cuộc chiến ở Ukraine hồi tháng 2, 2022. Ukraine đang tiến hành chiến dịch tại tỉnh Kiev của Nga, trong khi Moscow tiếp tục đà tiến ở chiến trường Donbass. Tổng thống Nga Vladimir Putin họp tướng lĩnh quân sự cấp cao về tình hình Kursk. Ngày 24 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức cuộc họp với các tướng lĩnh quân đội cấp cao để thảo luận về chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk. Tình hình căng thẳng gia tăng ở biên giới làm cho khả năng đàm phán giữa Nga và Ukraine ngày càng khó khăn hơn. Cuộc họp diễn ra tại một trong những sở chỉ huy của Bộ Quốc phòng Nga. Tổng thống Putin đã nghe báo cáo từ Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov và Cục trưởng Cục tác chiến chính Sergei Ruskoy về các nỗ lực đối phó với cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk và tiến triển của chiến dịch quân sự đặc biệt. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng các đơn vị Nga thuộc nhóm lực lượng phía Bắc với sự hỗ trợ của không quân và pháo binh đã thành công trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine vào các khu định cư ở vùng Kursk. Họ đã tiêu diệt và làm bị thương hơn 60 binh sĩ Ukraine, đồng thời phá hủy một xe tăng, 7 xe bọc thép và 2 xe cơ giới. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết khoảng 3.200 người đã được sơ tán khỏi các khu vực biên giới của Kursk trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số người sơ tán lên khoảng 10.000, trong đó gần 3.000 là trẻ em, đã được đưa đến các trung tâm tạm trú ở nhiều vùng của Nga.
phát biểu nhân ngày độc lập của Ukraine, đánh dấu 33 năm tách khỏi Liên Xô. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm qua cảnh báo Ukraine có thể tấn công vào bất cứ nơi nào bên trong Liên bang Nga nếu trở thành mối đe dọa đối với đất nước này. Ông Zelensky sau đó đã ký một số đạo luật mới nhằm vào Nga, trong đó có luật cấm chi nhánh Moscow của Giáo hội Chính thống giáo Ukraine và phê chuẩn quy chế Crimea, mở đường cho Ukraine gia nhập tòa án hình sự quốc tế. Nga gọi chiến dịch tấn công của Ukraine ở Kursk là hành động khiêu khích lớn và tuyên bố sẽ đáp trả thích đáng. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov mới đây cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra quyết định về cách phản ứng đối với cuộc xâm nhập của Ukraine vào tỉnh Kursk. Đại sứ Antonov đồng thời cho biết Ukraine sẽ không thể tạo ra một vùng đệm trên lãnh thổ Nga. Nước này trước đó cũng đã bác bỏ khả năng đàm phán với Ukraine vào thời điểm hiện nay. Nga không vội giành lại tỉnh Kursk. Nhiều người cho rằng việc Ukraine có ý định tạo một vùng đệm dọc biên giới với Nga đặt ra một vấn đề nan giải cho Moscow khi phải quyết định liệu có nên dồn tổng lực cố gắng đẩy lùi quân Ukraine nhưng có thể gánh tổn thất chi phí lớn hay không. Nếu làm vậy, Nga sẽ phải rút lực lượng tinh nhuệ khá lớn khỏi Ukraine, làm suy yếu các cuộc tấn công đầy triển vọng nhằm vào các mục tiêu chiến lược ở phía đông và có khả năng mở ra những khoảng trống cho lực lượng Ukraine khai thác. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, hiện tại Nga chủ yếu điều quân từ lực lượng dự bị và lực lượng ở những mặt trận không quá khốc liệt ở Ukraine, chẳng hạn như tỉnh Kharkiv và Zaporizhia, về chi viện cho Kursk. Đối với Nga, việc chiếm lại toàn bộ Kursk có thể là mục tiêu thứ yếu trong mục tiêu chiến lược hơn là tiến sâu hơn vào tỉnh Donetsk, phía đông Ukraine. Bà Tatiana Shatovaria, thành viên cấp cao tại Carnegie Russia Eurasia, cho rằng Moscow không mấy hoảng loạn về tình hình ở Kursk. Theo bà, Moscow coi cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk ít ảnh hưởng đến tính toán chiến lược của mình, vốn tập trung vào việc giành toàn bộ Donetsk và cuối cùng là tạo thuận lợi cho con đường đàm phán có lợi cho Nga. Bà Stanovaya cho rằng quân đội Nga không muốn bị lôi kéo vào một cuộc phản công tốn kém ở Kursk, có thể buộc nước này phải dùng chiến thuật, dùng pháo binh, không quân tàn phá tất cả, rồi mang bộ binh đến vào thiết lập quyền kiểm soát như đã được dùng ở các thị trấn Ayivka và Bakhmut, tỉnh Donetsk, Ukraine. Việc dùng chiến thuật tương tự ở các khu vực tại tỉnh Kursk, nơi vẫn còn một số dân thường ở Nga ở lại, sẽ không phải là một cách hay để phòng thủ. Nếu Moscow không tìm ra giải pháp quân sự, thì cuộc chiến ở Kursk có thể tiếp diễn trong nhiều tháng hoặc một năm, và người dân Moscow sẽ dần quen với điều đó, bà Stanovaya nói. Ngoài ra, về mặt quân sự, từ góc nhìn của Nga, việc Ukraine tấn công tỉnh Kursk càng khiến nước này dàn mỏng lực lượng vốn đã ít ỏi của mình, nhất là ở miền đông Ukraine, cũng như hạn chế cơ hội đảo ngược tình thế ở những mặt trận này. Giới chuyên gia quân sự Nga cho rằng điều này có thể biến chiến thắng chính trị ngắn hạn mang tính biểu tượng của Ukraine thành một thất bại chiến lược. Ukraine nỗ lực dọc biên giới ở tỉnh Kursk. Trong tuần thứ ba của cuộc giao tranh tại tỉnh Kursk, Nga, lực lượng Ukraine đang mở rộng quyền kiểm soát dọc biên giới và tấn công các tuyến đường tiếp tế của Nga. Trong khi đó, Moscow tăng cường phản công bằng cách bơm thêm quân chi viện, nã pháo và bom lượn cỡ lớn vào các cứ điểm của Ukraine. Cuộc tấn công tỉnh Kursk vẫn chưa làm thay đổi cục diện trên các chiến trường chính ở miền đông Ukraine, nơi Nga đang tiến tới thành phố Pokrov, trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine và thành phố Torez, khu vực nằm trên vùng đất cao quan trọng về mặt chiến lược. Dù đà tiến ở Kursk đang chậm lại, Ukraine vẫn đang nỗ lực để tạo một vùng đệm ở biên giới với Nga. Ông Mick Ryan, nhà chiến lược quân sự và là thiếu tướng Úc đã nghỉ hưu cho rằng, ở Kursk, Ukraine đang kéo dài phạm vi tiến công dọc biên giới, tạo một vùng đệm ở tỉnh Kursk với Nga thay vì tiến sâu hơn để dễ bị Nga chặn đứng, theo tờ The Wall Street Journal. Ukraine đang ở địa thế dễ phòng thủ hơn, gần Ukraine hơn và dễ hỗ trợ hơn, ông Ryan đánh giá. Theo ông Ryan, Nga phải xem tình hình tiến triển như thế nào và tung ra đòn tấn công vừa đủ để làm chậm bước tiến của Ukraine. Tại thành phố Sumy, Ukraine, tiếp giáp tỉnh Kursk, các tuyến đường ở thành phố này có rất nhiều xe quân sự được sử dụng để vận chuyển hàng hóa vào Kursk, tiếp tế cho lực lượng Ukraine, bao gồm thực phẩm và nhiên liệu. Ukraine cũng đưa máy phát điện vào Kursk vì cơ sở hạ tầng ở khu vực này đã bị hư hại và do đó không có điện. Tính đến ngày 21 tháng 8, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ông Oleksandr Syrsky cho biết Kiev đã tiến vào Kursk từ khoảng 28 đến 35 km, chiếm được 1.263 km2 lãnh thổ Nga và 93 khu định cư, theo tờ Kyiv Independent. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!